Đấy, hình ảnh bố mẹ ở dưới chăm cũng có này, thì mình sẽ gắn hết vào trong cái video này để làm được thế. Đấy, rồi là những cái hình ảnh mà bé co giật khi còn, đây là đang đi học đúng không? Vâng. Đang đi học, cổ còn đeo khăn quàng đỏ mà đúng không? Đấy, thì sẽ gắn hết vào trong để các bác cùng xem, để mọi người biết đâu rằng là, biết đâu là qua video của anh em mình bé sẽ được cứu, sẽ được giang rộng vòng tay của tất cả các nhà hảo tâm. Còn nếu để em đi quay thực tế thì cũng cụ thể hơn. Vâng. Ví dụ như quay thực tế ở đây thì các bác xem mà các bác rằng là à, đây là cái hoàn cảnh mà thực tế luôn, thì kêu gọi có lẽ rằng là mọi người sẽ đồng cảm hơn. Còn bây giờ đang nằm ở Hà Nội rồi thì Khâm vẫn làm thôi. Khi mà họ cần đến thì Khâm vẫn sẽ làm video. Biết đâu sẽ nó sẽ là cái tia hy vọng để giúp cho cháu Nô. Vâng. Còn là số của em Lử thì dốc nữa anh Mỉ cứ gửi cho em nhé. Vâng vâng. Thì mình hy vọng rằng là sẽ có sự kết nối của các cô các bác. Đấy. Thì Khâm không trực tiếp ở đấy thì Khâm cũng không biết tình hình bé như nào. Khâm cũng không biết thế nào để chia sẻ cụ thể hơn. Đại loại là bây giờ một cái căn bệnh quái ác đang làm bé hấp hối. Bé bất tỉnh, bé phải thở bằng máy. Đấy, thở máy là không đơn giản nhỉ. Ở dưới Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai, khoa Nhi tầng 2. Đấy, số phòng thì mọi người là nếu mà quan tâm thì Khâm có thể hỏi đến chỗ em Lử kia. Đấy, bố mẹ cũng không biết tiếng. Đó. Đấy, thế mình bây giờ là ở viện nào Hà Nội? Ở Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai. Vâng. Khoa gì? Khoa Nhi. Khoa Nhi à? Vâng. Khâm xin mến chào cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nắng Mai TV. Hiện tại thì anh em mình đang làm công việc ở trên nhà của chờ máy. Biết được một cái câu chuyện cũng rất là đáng thương là nhà là ở gần nhà anh Mì à? Vâng. Bé cháu bé này tên là gì? Nô. Mình ngồi xuống đây mình chưa tạm ngồi tạm đây chia sẻ một tí đi. Không thế đang quan sát cái hình ảnh của bé. Bé Nô này thì là bị một cái căn bệnh mà Khâm không rõ. Khâm sẽ để cái video vừa rồi gia đình quay lại cái cảnh mà cháu bị ngất đi vì co giật. Đấy, A Mì có gửi qua Zalo cho Khâm thì là em Khởi chỉnh sửa sẽ chú ý là gắn cái này vào để cho các bác xem. Là hiện tại là đã chuyển viện xuống bệnh viện Bạch Mai, khoa Nhi, Hà Nội ấy. Đang bao nhiêu nhỉ? Có số phòng gì không? Mà số phòng chưa hỏi. Tầng mấy? Tầng 2. Tầng 2. Vâng. Là hiện tại bé đang nằm thở máy. Vâng. Bé hôm nay là cũng không tỉnh táo gì đâu đúng không? Vâng. Anh gọi được cho người này không? Có. Gọi nói, con nói tiếng phổ thông đi. Gọi nói tiếng phổ thông, hỏi tình hình bé một tí đi. Để em hỏi. Hỏi em qua số. Nếu mà đưa người, một người ở dưới kia nó hộ thôi. Cũng một người ở đây cũng đi giúp đi cùng nữa. Anh gọi để em hỏi tình hình của bé nên vâng. Là gia đình là cầu cứu đến anh em mình. Gia đình cầu cứu đấy mình là giúp đỡ thêm được cho cháu vì là bây giờ là vào bệnh viện là gia đình hết kinh phí rồi. Chống gì này? Đang thở máy thì ở Hà Nội bác sĩ bảo rằng ông muốn này, ông muốn chống gì thò này thả ra. Thò tua u hai sai sai. Bố mẹ không biết nói tiếng. Không biết nói tiếng Kinh. Bố mẹ không biết nói tiếng Kinh. Thì mọi người cùng xem với Khâm cái video này nhé, để các bác biết cái tường tận câu chuyện ra làm sao nhé các bác nhé. Vì phần đầu này thì bởi vì là mới tinh mà, anh em mình chưa sẻ lên video lần nào, các bác chưa nắm rõ được. Chết chết rồi. Đây là bố à? Vâng. Anh gọi cho bố, đang ở Hà Nội, cả hai bố mẹ đang ở Hà Nội. Vâng. Cũng không anh cho. Anh bao nhiêu tuổi? 90. À, sinh năm 90. Không biết nói tiếng Kinh. Vâng. Mình nói thì nó hiểu nhưng mà không nói ra được. Ừ, được rồi. Ý là mình nói thì nó hiểu một chút. Đâu đâu, gặp được ai biết nói tiếng Kinh. Có gì ta? Mấy người đang chăm ở dưới? Ba người ở dưới. Nó
Alo. Tên Lự. Có nghe được không ấy? Có. À, được rồi. À, bạn này ít tuổi thôi đúng không? Vâng. Anh hiện tại là đang thấy Mỹ chia sẻ về cái trường hợp bé Nô ở dưới kia nằm thở máy ấy em. Em là đang đi chăm à? Đang, vâng, đang khoa cấp cứu. Đang khoa cấp cứu à? Thế là bé hiện tại có tỉnh táo một tí nào không hay là vẫn đang không tỉnh táo được. Không tỉnh táo. Vâng. Được rồi. Nằm thở máy là anh sơ bộ cũng biết tình hình rồi, hỏi qua em một tí thôi. Thế còn là cái việc là gia đình là không có tiền đóng viện phí đúng không? Vâng. Thế thì bác sĩ yêu cầu là đóng bao nhiêu tiền? Mấy hôm trước thì vào thì bảo là nó chuyển vào bệnh viện bên kia thì đóng phải nộp 3 triệu xong là chuyển còn tiền thuốc với lại chuyển thì mình tự cấp đấy thì mình bảo là mình đang khó khăn nên mình không vào được đấy thì vẫn ở bên bệnh viện. Ý là bác sĩ bảo chuyển vào cái phòng đặc biệt hơn thì phải đóng 7 triệu đúng không? Thì là hiện tại gia đình chưa có tiền đóng thì vẫn đang nằm ở phòng nào? Vẫn thở máy bình thường thôi à? Mà vẫn bình thường đấy. Ông nội bảo là khi nhà nó phải làm 5 cái phẫu thuật gì đấy. Phải làm 5 cái phẫu thuật. Thì bên bệnh viện Bạch Mai này thì nó bảo là nó chỉ làm được 3 thôi, còn 2 thì nó không làm được. Nếu mà làm còn lại 2 phẫu thuật thì chuyển vào bệnh viện nhiệt đới trung ương thì phải mất vài triệu đấy thì nó không trả lại. Có chung là bảo hiểm y tế không chi trả cho đúng không? Vâng. Là bây giờ kinh phí là ít nhất trước mắt là đang cấp thiết là 7 triệu đúng không? Vâng, nhưng bây giờ thì mà hôm trước thì không có tiền đấy thì bảo là thôi đây là ba cái phẫu thuật đấy thì không là ở đấy chuyển nước và cấp cứu của đấy. Được rồi, để anh hiểu cái tình hình sơ bộ rồi nhé. Thì anh sẽ thử quay vi hình đưa lên trên mạng báo xem có bác nào giúp đỡ ở dưới điểm cầu Hà Nội không nhé. Có gì thì nếu mà có liên lạc các bác nhà hảo tâm nào liên lạc được với anh thì anh sẽ cho các bác cái số của em để em dẫn các bác ấy vào xem trực tiếp nhé, được không? Dạ, cái ông khoa bảo đó thì khoa nó tự thế khoa cấp cứu đấy nó không cho quay video, họ không cho vào thăm nữa. Họ không cho vào thăm à? Mà cũng không cho quay video luôn. Hết giờ làm việc thì chỉ có cho mẹ vào thay bị với lại đổ nước tiểu đó, nó không cho quay video với lại không cho vào trong đấy. Được rồi. Thì anh đang nói rằng ví dụ như anh có kết nối được với bác nào ở Hà Nội để mà vào bệnh viện Bạch Mai xem tình hình ấy, nếu mà có sự hỗ trợ nào của các bác ấy thì là sẽ trực tiếp liên hệ với em nhé, bởi vì bố mẹ nó không biết nói tiếng Kinh ấy, em hiểu không? Vâng, hiểu. Được rồi, thì là chốc nữa sẽ nhắn số lại cho ông Mỹ để anh ấy gửi cho anh nhé. Gửi cho rồi. Được rồi. Thế thì biết thế tình hình trước nhá. Thì số ai gọi cho thì em cố gắng em nghe nhá. Rồi. Em tên là gì? Lử. Lử à, được rồi nhá. Rồi. Chào em. Thì bạn này đang chăm cùng với lại hai vợ chồng. Đang nhờ bạn ấy đi cùng. Thì bây giờ Khâm sẽ tóm tắt lại cái trường hợp của bé Nô này. Là bằng tuổi của Xính đúng không? Vâng. Xính Giang ấy. Thì bây giờ đâu đó mới học có lớp 7, lớp 8 thôi. Vâng. Lớp 7 nhỉ? Lớp 7. Ừ, lớp 7. Thì bé không may chắc là bé bị co giật động kinh hay cái gì bất... Cái bệnh gì nói chung thì là mình không trực tiếp. Thì bây giờ đại loại là đang nằm thở máy ở Hà Nội. Đã gia đình là di chuyển xuống Hà Nội đâu đó cũng được... chưa được 2 tuần đâu nhỉ? Vâng. Thì là bây giờ là bác sĩ yêu cầu là viện phí thì phải đóng khoảng 7 triệu để có thể làm những cái phẫu thuật ban đầu. Thì anh Mỹ vì
câu chuyện thì cũng tối qua cũng buồn muộn quá, thì anh mới nhắn tin cho Khâm, thì Khâm không có thời gian, buổi tối Khâm không có bao nhiêu thời gian mà người ạ. Thì anh mới nhắn cho Khâm chia sẻ với cái tình hình của bé như thế, thì các bác sĩ bảo là kết nối với các đoàn từ thiện xem thì là có anh em nào được giúp đỡ được không, thì là gia đình họ đã nhờ đến anh Mỹ, bởi vì biết rằng là Khâm lên giúp anh Mỹ, vì các anh chị ấy không biết Khâm thì lại nhờ anh Mỹ rằng là kết nối lại với Khâm để giúp đỡ cháu, cứu mạng của cháu. Bây giờ phải nói là cứu mạng của cháu rồi, cháu đang thở máy ở Hà Nội. Thì tình hình thì cụ thể thì như bạn em Lử này, em vừa chia sẻ thì là nằm trong khoa cấp cứu, giờ làm việc thì không ai được vào cả, và khi mà hết giờ làm việc chỉ mẹ được vào thay bỉm với lại đổ nước tiểu thôi. Thế thì là hình như mẹ chụp được một cái ảnh với con đúng không? Vâng. Nhìn rất là thương, thì Khâm cũng gắn vào trên cái video này cho cô bác anh chị cùng xem luôn. Thế bây giờ thì Khâm cũng biết sự tình của bé ra sao, nhà của bé điều kiện như nào. Nhà về cơ bản thì là ở trên này thì đều là nghèo hết thôi. Đấy, ở trên này cái nhà có to đến mấy thì trong nhà cũng chẳng có gì. Vâng. Thì bây giờ ốm đau bệnh tật như thế thì người ta cầu cứu đến Khâm, thì Khâm cũng không biết làm nào khác cả các bác ạ. Khâm không biết làm nào khác cả. Nếu mà bây giờ kênh mà có một khoản tiền bằng đấy, là tiền quỹ chẳng hạn, thì có thể rằng sẽ có thể trích để cứu bé luôn. Nhưng mà thời điểm hiện tại là anh em mình không có, thì việc mà anh em mình có thể làm ở đây chỉ có thể rằng là quay cái video này lên để chia sẻ thông tin đến với quý khán giả và các nhà hảo tâm. Các bác ở điểm cầu Hà Nội càng tốt thì mọi người có thể trực tiếp vào để mọi người xem rằng là có phải sự thật như thế không. Hiện tại là bé nô cấp cứu ở khoa nhi bệnh viện Bạch Mai tầng 2, phòng bao nhiêu thì có lẽ thì ra đấy thì có lấy số điện thoại người thân hỏi thì là mình sẽ tra ra ngay. Ở đây thông tin thì nó phải cụ thể như thế. Thì trước khi mọi người, nếu mà có bác nào cùng Khâm để mà cứu lấy mạng của cháu bé, thì có thể rằng là Khâm sẽ cho số điện thoại của cái em Lử đấy, để các bác trực tiếp ở điểm cầu Hà Nội thì các bác vào các bác xem. Còn các cái sự hỗ trợ khác nếu như có mà mọi người thông qua kênh Khâm, thì Khâm sẽ bằng mọi cách. Là em này có số tài khoản không? Ở dưới kia thì nó có, nhưng mà tài khoản không biết tài khoản gì. Không thì là mình sẽ bằng mọi cách là kết nối được với lại bệnh viện, các bác sĩ, để mình xem tình hình và các số tiền nhà tâm gửi đến, thì mình bằng một cách thôi, chuyển khoản trực tiếp để đóng viện phí cho cháu, để cứu mạng cháu ở thời điểm hiện tại. Và đấy, câu chuyện nó là như vậy các bạn. Còn mình thì bây giờ mình chưa tìm hiểu được rằng là gia cảnh ra làm sao, bố mẹ như thế nào, con cái làm sao, đến nông nỗi này thì anh em mình cũng không đi tìm hiểu nguyên nhân nữa. Bây giờ trước mắt thì là cứu người. Đấy, bây giờ ở thở máy ở Hà Nội thì cũng rất là khó khăn rồi, thì người ta phải rất là khó khăn người ta mới nhờ đến mình. Thì Khâm nhìn qua hình ảnh của bé trên Zalo thì cũng rất là xót. Bây giờ nằm như thế thì không biết rằng là trải qua những cái phẫu thuật nào thì mới có thể là cứu được mạng cháu bé, thì mình cũng không biết được. Trước mắt thì là cần 7 triệu để đóng viện phí và được vào một cái phòng đặc biệt hơn. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Hay là như nào không rõ, nhưng mà đại loại là bây giờ gia đình không có 7 triệu để cho bé phẫu thuật. Đấy. Bảo hiểm y tế thì nó chỉ chi trả một hạn mức nhất định thôi. Nên thì hôm nay thực tế thì không quay được, cái bạn ấy đang ở dưới Hà Nội đâu, và cũng không ở đây, cũng không quay được nhà, bởi vì nhà bố mẹ cũng xuống dưới hết rồi, hai đứa ở nhà, con ở nhà nữa. Vâng, ở với ai? Ở với một bà vâng. Nội hay bà gì? Bà nội, nhưng mà nó trước nó đi lấy chồng ở xa rồi. Được rồi. Thì nó về hộ trong nhà. Hộ trong nhà thôi đúng vâng. không? Vâng. Thế thì mọi người cùng phát tâm và cùng giúp đỡ cho cháu Nu. Các bác ở điểm cầu Hà Nội Khâm rất mong là sẽ kết nối với lại gia đình ít nhiều thì có thể là vào thăm cái thực tế xem là ai mình chia sẻ lại cho Khâm có đúng không. Ở cái thông tin này thì Khâm chưa được xác thực đâu, nhưng với cái việc rằng là thấy hình ảnh mẹ chụp
với con. Đấy. Mẹ chụp hình như lúc đấy đang thở máy nhỉ? Vâng. Anh gửi qua Zalo cho em chưa nhỉ? Gửi rồi. Thì là mình nhìn thấy hình ảnh là mình chắc là không có gì sai đâu. Đấy, cái trường hợp cứu người này thì cũng rất là cấp thiết. Đấy, hình ảnh bố mẹ ở dưới chăm cũng có này, thì mình sẽ gắn hết vào trong cái video này để làm được thế. Đấy, rồi là những cái hình ảnh mà bé co giật khi còn đây là đang đi học đúng không? Vâng. Đang đi học, cổ còn đeo khăn quàng đỏ mà đúng không? Đấy, thì sẽ gắn hết vào trong để các bác cùng xem, để mọi người biết đâu rằng là biết đâu là qua video của anh em mình bé sẽ được cứu, sẽ được dang rộng vòng tay của tất cả các nhà hảo tâm. Còn nếu mà để em đi quay thực tế thì nó cụ thể hơn. Vâng. Ví dụ như quay thực tế ở đây thì các bác xem mà các bác rằng là à, đây là cái hoàn cảnh mà thực tế luôn thì kêu gọi có lẽ rằng là mọi người sẽ đồng cảm hơn. Còn bây giờ đang nằm ở Hà Nội rồi thì Khâm vẫn làm thôi. Khi mà họ cần đến thì Khâm vẫn sẽ làm video. Biết đâu nó sẽ là cái tia hy vọng để giúp cho cháu Nô. Vâng. Còn là số của em Lử thì dốc nữa anh mình cứ gửi cho em nhé. Vâng vâng. Thì mình hy vọng rằng là sẽ có sự kết nối của các cô các bác. Đấy. Thì Khâm không trực tiếp ở đấy thì Khâm cũng không biết tình hình bé như nào. Khâm cũng không biết thế nào để chia sẻ cụ thể hơn. Đại loại là bây giờ một cái căn bệnh quái ác đang làm bé hấp hối, bé bất tỉnh, bé phải thở bằng máy. Đấy, thở máy là không đơn giản rồi. Ở dưới Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai, khoa nhi tầng 2. Đấy, số phòng thì mọi người là nếu mà quan tâm thì Khâm có thể hỏi đến chỗ em Lử kia. Đấy, bố mẹ cũng không biết tiếng. Đó. Đó, thế thì mong sao rằng là cái video ngày hôm nay chia sẻ lên thì sẽ nhận được sự ủng hộ của các cô các bác. Đấy, anh bị còn cái gì muốn nói không? Dạ không, bây giờ vào thời điện này thì không biết nó như cái thế anh nào. Anh em gì nhà mình không? Cũng là đứa anh của chú nhà mình nữa. Anh của chú? Vâng. Nhà mình? Con của chú. Con của chú? Vâng, nhưng mà theo anh gọi là anh. À. Ông kia sinh năm 90, anh gọi là anh gì? Vâng. Gọi là anh em hàng xóm nữa. Vâng, cũng cùng chung một dòng họ. Chung dòng họ à? Vâng. Thế người Mông cùng chung dòng họ là gần đấy. Vâng. Đấy, cũng là một người anh em nhà bên phía anh Mỹ thì người ta đã nhờ đến mình như thế thì Khâm cũng chỉ có thể làm được như vậy. Các bạn. Đấy. Thì hy vọng sao rằng là sẽ có sự đồng hành, kết nối. Đó. Thì không mong sao rằng là sẽ có những cái sự quan tâm của các cô các bác. Thì trước mắt thì là cứ như thế đó. Còn sau khi mà video ghi hình lên, nếu có bác nào quan tâm, bác nào liên hệ cho em, có thêm những cái khoản trợ duyên nào thì mình sẽ bằng mọi cách nhanh nhất thì là kết nối đến với bệnh viện để đóng cho bé, để bé được vào phẫu thuật hoặc là vào cái phòng chăm sóc đặc biệt hơn. Vâng. Đấy, bởi vì bây giờ là phải cần thiết thì bác sĩ mới gợi ý mình như thế. Đúng rồi. Bác sĩ là gợi ý trực tiếp rằng là bây giờ các em ở trên vùng cao đấy, các em có biết được đến đoàn từ thiện nào không? Bởi vì những thời gian trở lại đây ấy, xuống đến bệnh viện ấy, từ bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, rồi là bệnh viện Bỏng, bệnh viện Nhi thì là rất là nhiều nơi là đã có rất là nhiều đoàn từ thiện kết nối. Từ cơ quan, tổ chức, đoàn thể đến những cá nhân như anh em mình này, kết nối rất là nhiều. Thì là rất là nhiều người được cứu. Thì bây giờ trong bệnh viện là những trường hợp nào khó khăn quá thì mọi người cũng sẽ kết nối. Hình như là bác sĩ cũng hỗ trợ được mấy trăm nghìn đúng không? Vâng. Một người nghe nó gia đình bảo là muốn bác sĩ là cũng góp, một người cũng góp 200 nghìn cho cháu để... cho hai vợ chồng ở dưới đó có tiền để ăn uống với lại tiền mua thuốc các thứ, nhưng mà thế là được bao nhiêu rồi vẫn chưa rõ, về anh chưa hỏi về khoản tiền đấy là đã bác sĩ đã cho bao nhiêu rồi. Đấy, bây giờ cũng rất là cấp thiết như này thì như anh Mỹ chia sẻ là các bác sĩ ở dưới thì mọi người cũng hỗ trợ được. Mỗi người độ mấy trăm nghìn, 200 nghìn một người à? Vâng. 200 nghìn một người, gần như bằng một cái ngày công ở trên này. Thì ở đây thì cũng bảo với gia đình luôn, hôm nay
mọi người cứ tin tưởng đến Khâm như thế. Ở đây thì là Khâm cũng không có đâu. Đấy, nhưng mà hôm nay thì được vừa rồi mua bò ấy, bác Hùng cho anh em Khâm khởi 1 triệu xăng dầu như thế. Thì cũng hai anh em sẽ thôi là mình sẽ để 1 triệu đấy. Là một cái khoản tiền hỗ trợ đầu tiên của kênh cho bé Nô nhé. Anh cũng thông tin lại với gia đình như thế là vâng. Nếu mà sau khi video này phát sóng ấy, thì là anh em mình sẽ kết nối với phía bên dưới để làm sao đóng viện phí cho bé, cứu mạng bé. Vâng. Thì là cái 1 triệu. Thật giữa các bác thì là anh em định làm YouTube thì với cái lượng view này thì không có bao nhiêu tiền YouTube đâu. Vừa rồi thì cũng có quý khán giả mọi người nói là A Khâm được ủng hộ tiền YouTube cho như nhà chơi hay nhà nô nhỉ? Hay là nhà dưới anh Báo ấy để ủng hộ thêm. Thú thật thì là với cái lượng view của anh em mình thì tiền YouTube để mà nhiều thì không có mọi người ạ. Các bác quan tâm thì các bác phải kết bạn với Khâm để Khâm show cái doanh thu cho các bác. Nó còn thuế má rồi là mọi thứ nữa. Với cái lượng view bèo bèo của anh em mình thì nó cũng không nhiều tiền. Khẳng định hơn là anh em mình cũng không có điều kiện để mà đi mang tiền đấy đi làm từ thiện được. Thế thì các bác hết sức thông cảm, hoặc là nhiều bác là nói anh em là kẹo còn trả cho được trẻ con ăn thì nói gì là đi lấy tiền của nó cho thế này thế nọ. Thực sự nghe cũng rất là buồn. Anh em mình giúp hơn năm qua cũng thật là những cái kẹo cho các em bé thì cái đấy không phải là cái mà quá khó khăn đấy. Có những lúc anh em mình đi xóm này xóm kia cũng cho rất là nhiều. Và không các bác ạ, không phải là cho cái kẹo thì cũng ghi hình lên để báo cáo với tất cả mọi người đâu ạ. Thì mọi người có thể là nếu như không có ủng hộ được các cháu túi kẹo thì cũng không thể nói anh em mình như thế. Anh em mình dù sao chăng nữa thì cũng giúp đến mười mấy ngôi nhà cho các bà con. Những cái việc anh em mình làm đều là có ích cho xã hội hết đấy. Nên là mọi người cũng không thể nói anh em mình thế này thế nào đấy. Còn những người mà gọi chung là chọc ngoáy rồi là mọi thứ không thích anh em mình thì anh em mình cũng không có lý do gì mà để tiếp các bác ấy quá nhiều. Mọi người không thích xem thì anh em mình cũng có thể là xóa mọi người đi, không phải xem anh em mình luôn cũng được. Đấy là Khâm hôm nay Khâm chia sẻ thẳng thắn là như vậy. Còn tiền anh em mình, tài chính anh em mình để anh em mình đi ủng hộ hoàn cảnh người nghèo là anh em mình chưa có. Khẳng định các bác luôn là chưa có, bởi vì còn gia đình, còn vợ con nhỏ, còn phải làm rất là nhiều nữa. Đấy. Thì hôm nay kể cả cái 1 triệu này anh em mình ủng hộ cho các cháu thì cũng gọi là lấy từ bác Hùng ủng hộ anh em mình xăng xe để anh em mình. Thôi thì anh em mình lấy tiền túi anh em mình bỏ xăng thì lấy cái này góp lại cho các cháu. Để làm sao là mọi người có thể là từ đó là mọi người sẽ đồng hành với Khâm chúc cho bé Nô. Kế hoạch là như vậy đã nhé. Vâng. Đấy, còn được bao nhiêu thì dù là có được hay không thì 1 triệu này Khâm sẽ chuyển đến tay gia đình để gom góp vào việc là cứu bé Nô các bác nhé. Thì mọi người cùng đồng hành với Khâm nhé. Đấy, còn bác nào mà không thích Khâm, bác nào mà cứ chọc ngoáy Khâm thì Khâm cũng không quan tâm, không có trách nhiệm trả lời mọi người nữa đâu. Anh em mình làm miễn sao là không phạm pháp, không làm trái với những cái gì đạo đức của mình là anh em mình cứ thế mà làm thôi. Đấy. Rồi, có gì thì là sẽ trực tiếp trao đổi với gia đình, liên lạc với gia đình. Vâng. Hoặc có bác nào vào thăm Khâm sẽ trực tiếp cho số, tí nữa gửi số của Lử này cho em nhé. Vâng, vâng. Còn số bố mẹ nó thì gửi thêm cũng được để cho các bác vào đấy các bác có thể là alo. Vâng. Chứ còn tiếng không biết rồi thì chịu rồi. Đấy. Không biết tiếng ấy, thì gõ vào cũng không biết nó. Cái việc tiếng là cái quan trọng nhất ở cái thời buổi bây giờ rồi. Đúng rồi. Ốm đau bệnh tật thì không chỉ ở nhà cúng đâu, phải đi bệnh viện. Mà không biết tiếng là chết dở rồi. Đúng rồi. Đấy. Nên là bây giờ con cái làm sao giáo dục nó thay đổi. Biết chữ, biết tiếng, đi học sáng cái đầu ra. Chứ còn bây giờ mà không biết tiếng xuống Hà Nội thì như kiểu là một người ở đất nước khác đến không biết cái gì ấy. Đúng rồi. Người ta hỏi cái gì cũng ngu ngơ. Như ông Sình với em Sinh ngày trước cũng thế. Rất là vất vả cho những cái người mà đi cùng. Đấy. Nha. Ờ, làm việc đi. Thế à, cho có rẽ đó tí tận. Anh tiếp tục làm việc đi. Và câu chuyện không chia sẻ đến đây thôi. Hy vọng là sẽ nhận được sự kết nối của tất cả các bác nhé. Chỗ này đào được không? Chắc là được nhỉ.
Em phải đào xuống dưới một tí, kể cả xây nổi em vẫn phải đào xuống dưới một chút nhé. Nếu mà đào xuống được thì càng tốt. Để sau này nó đỡ chịu áp lực quá nhiều nhé. Càng sâu càng tốt. Hiện tại thì công việc nhà em chơi thì vẫn đang, hôm nay là có thêm anh em về hỗ trợ để đào cục này, đào bể phốt này, 2, 4, 8 người nhỉ? Vâng, cả em nữa là 9. Em nữa là 9 nhỉ? Trời có sấm sau mưa hay sao ấy. Mưa này thì ngô mới lớn được. Khô quá. Ngô nhà chơ lên chưa? Lên rồi. À. Lên rồi. Nắng quá. Chết nắng rồi. Quá. Chết á. Bây giờ phải đi trồng rậm à? Vượt kệ. Nhiều việc quá. Cô đã đào những vị trí nào? Vị trí của anh này này. Sang vị trí nào nữa? Đây à? Đánh dấu rồi. Đây à anh? Vâng. Đâu đây á? Có dấu mà. À đây à? Vâng. À đây. 1, 2 cây cột. Ý là cái gian giữa sẽ rộng hơn đúng không? Không, chia đều nhau mà. À lại chia đều rồi. Bởi vì là mình ở đây mình xây lên không phải là xây tường ngăn, thành ra là em cứ chia đều ra để cho nó chịu lực tốt. Đây một cột đây đúng không? Một cột bên này. Ở đây đất thì lại đào dễ nhỉ? Ở chỗ này đào đẹp rồi này. Nó đào bên ngày một tí nữa. Đào rộng rộng vào nữa. Ừ. Đào theo rộng một tí sau này. Đúng rồi. Sau này dưới này thì sau khi làm nhà xong thì kinh phí thì sẽ còn dư sẽ làm tráng vào. Đấy, bác Hùng đang gọi là lát gạch vào cho em sạch sẽ đấy. Xây lên luôn. Cần xây tường lên. Xây tường lên rồi là làm cửa sổ đàng hoàng mọi thứ luôn cho nó sáng luôn. Ở đây thì có thể là một cửa sổ ra nhà em Hà, một cửa sổ hướng ở đây, một cửa sổ hướng ở kia, ba cửa sổ chắc là sáng rồi nhỉ. Một cửa sổ đây, một cửa sổ đây, lối đi vào, bởi vì rằng là nếu mà không để thì sẽ rất tối. Đằng sau đã là bức tường rồi, bên trên cũng là bức tường rồi, hai bên cạnh mà không để cửa sổ là sẽ rất là tối luôn. Có khả năng là cái bức tường này phải để 3 cửa sổ, nếu như xây lên thì mới sáng được, thoáng được cái ngôi nhà. Một bức cửa sổ ra hướng ra nhà em Hà cho nên là 4 bức. Em Nô ở thời điểm hiện tại khi mà anh em chia sẻ lên 2 video và nhận được cái lời hứa giúp đỡ của bác Hùng thì cũng đã có thêm sự quan tâm từ cô Vân ở Mỹ, cô Nguyễn Mỹ Linh ở Mỹ, là các cô sẽ hỗ trợ thêm kinh phí để tới này giúp em Nô hiện thực hóa một cái ngôi nhà xây. Thì mọi thứ mặc dù rất là khó khăn, trong kia thì còn khó khăn, ở đây xa xôi hơn, ở đây đường đi lại khó khăn, mọi thứ rất vất vả hơn, tuy nhiên thì được sự đồng hành của các bác thì không rất là vui. Và dù có khó khăn thế nào chăng nữa thì anh em mình tới này khi mà hoàn thiện nhà của chơ xong, anh em mình sẽ lên phương án và cùng bác Hùng nữa tiếp tục là giúp đỡ em Nô. Tiếng không biết mọi người đấy. Hôm nay thì không cũng rất là cảm ơn bác Nguyễn Đình Huynh, bác gửi đến số tiền là 2 triệu đồng. Trước đó thì là cũng được mấy hôm rồi, bác thông cảm cho Khâm rằng là lên đây thì có việc này việc kia thì lại quên chưa thông tin. Ở đây thì là bác Hinh gửi 2 triệu cho cháu Nô, cháu của Trơ. Còn trước đó thì không nhận được cô Kim Cúc.
cô Huỳnh Thị Kim Cúc là 1 triệu. Cô bảo không tùy ủng hộ cho gia đình nào. Bởi vì là từ hôm cô gửi là cũng trong đầu là cũng không biết là sẽ ủng hộ cho gia đình nào cần thiết trước. Thì là cũng cho anh em mình tự sắp xếp thôi. Thì số tiền của cô thì không sẽ... hiện tại là chưa biết là giúp cho gia đình nào. Thường thường các nhà hảo tâm gửi đến là giúp cho gia đình này thì anh em mình ấn điểm luôn. Nhưng mà ở đây thì cô bảo tùy anh em mình cân đối, chỗ nào cần thiết thì giúp. Thì có thể đang hướng đến hai cái hoàn cảnh, đó là nô thì hiện tại là cũng có bác Hùng và các bác quan tâm rồi. Còn một cái hoàn cảnh nữa bên nhà áp áo, em chơ phụ xây kia này, thì anh em mình đang cân đối là số tiền cô Kim Cúc sẽ ít nhiều là sẽ hỗ trợ em ấy chút sữa cho con, gạo cho vợ chồng ăn. Đấy, cũng là vợ chồng trẻ mà mọi người thấy rồi, cũng không phải là sướng cái gì, rất là vất vả. Thì anh em mình có thể là sẽ để số tiền này của cô Kim Cúc cho em vợ chồng em chơi phụ xây đấy. Ôi lấy quà ấy, lấy cái quà của chú kia cào ấy. Dạ, cái quà to chứ. Lấy quà cào vào đây. 2, 4, 6 người nhìn một người làm thế này. Các bác hay nói là sao anh em bên nhà chơi đến giúp là toàn người nhìn nhiều hơn là người làm. Cái này thì không chỉ đạo mọi người đâu, mình góp ý lại cho mọi người thôi. Đến hộ thì tinh thần trên tinh thần như nào thì do mọi người thôi. Còn quay phim lên thì mọi người có quyền là đánh giá, nhận xét. Cái đó là cũng đúng. Rồi, không cập nhật qua một chút các cái công việc của nhà em chơ vậy thôi. Còn trọng tâm video này thì mình sẽ hướng đến em Nô. Hiện tại đang thở máy ở bệnh viện Bạch Mai, khoa Nhi tầng 2. Bác quan tâm mọi người, các cô, các bác nhà tâm có thời gian thì có thể là liên hệ với gia đình để vào xem thực tế. Dù là lời động viên thôi, dù là hỗ trợ được thêm suất ăn cho gia đình thôi thì không, cũng rất là cảm ơn các bác để mà góp phần vào cứu lấy mạng của bé Nô các bác nhé. Đấy. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Mọi cái sự hỗ trợ thì Khâm sẽ tiếp tục thông tin ở những video tiếp theo nếu có, và làm sao nhanh nhất chuyển đến tay gia đình giúp bé ở trên bệnh viện. Xin chào và hẹn các bác trong những video tiếp theo.